Mẹ Trần Thị Thủy chỉ cho thấy những vết nứt do sụt lún vẫn còn nguyên. Bà cho biết đất cát bị trục dần khiến phía dưới nền nhà sát bờ sông Lốp gần như bị rỗng nên có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Một mưa nước lụt đi qua là bắt đầu nó xáy cuộn là rớt nguyên cái bụi tre xuống. Xuống sông bắt đầu nước cuốn chảy mất luôn. Thì từ đó không còn bụi tre nữa, bắt đầu cứ mỗi năm là nước lụt là nó lấy đất vô nhà. Cuối cùng bây giờ xét vô chân nhà mà sập lở. Theo tìm hiểu, sông Lốp chảy qua địa bàn xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa khoảng 7 km. Trong 5 năm qua, tình trạng sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn, đe dọa sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân ba thôn. Ở góc độ địa phương cũng vẫn đang, cũng như bà con nhân dân ở xã Ninh Đông cũng đang trông đợi tỉnh sẽ sớm có cái chủ trương đầu tư cái đoạn kè còn lại này đó cho bà con an tâm đó mà sản xuất cũng như là sinh sống. Để hạn chế sạt lở uy hiếp đến ngôi nhà của mình, một số hộ dân tận dụng đất đá để gia cố tạm. Tuy nhiên, giải pháp này sẽ khó mà chống chọi được với mưa lũ.